Bây giờ tôi đang đứng ở đường số 61 tại khu Sadeco Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7 nha các bạn. Cái căn nhà này á, thì đang chào bán cái giá là 47 tỷ đồng nha các bạn. Trong đó chiều ngang của nó là 12 m, rồi từ cây trụ điện này nè đi qua tới cái vạch này nè là 12 m. 12 m nhân 24 m thì tổng diện tích đất được công nhận là 240 m². Căn nhà này thì có hướng nhìn về hướng đông, nó rất là gần cái công viên rạch bàn, cái kênh rạch bàn nha các bạn. Từ đây ra kênh rạch bàn thì nó khoảng tầm chừng 50 m thôi. Giá đang chào bán là 47 tỷ đồng, còn thương lượng. Kết cấu của căn nhà là bao gồm là một tầng hầm, một tầng trệt và hai tầng lầu cộng áp mái. Căn nhà này thì tọa lạc tại mặt tiền đường số 61. Vị trí này thì nó ngay cái công viên, nó rất là gần công viên. Bây giờ mình sẽ quay lại cái mặt chính một lần nữa, rồi mình sẽ quay cái khung cảnh xung quanh nha các bạn. Thì cái giá chào bán là 47 tỷ đồng thì nó rẻ hay mắc so với khu vực xung quanh như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ xoay qua cái đối diện cái căn nhà mình đang chào bán, cái căn biệt thự này nè. Cái căn biệt thự này đối diện thì cái kênh Archipelago của Tiến cũng đang chào bán là cái giá là 68 tỷ. Thì căn biệt thự này có đặc điểm là nổi trội hơn là nó là căn góc ba mặt tiền. Thì so với căn vừa chào á là 47 tỷ, thì trên lệch rất là gần khoảng tầm chừng 30 tỷ đó các bạn. Thì bù trừ thì diện tích nó cũng như nhau, thì cái diện tích mà 12 x 24 như nhau hết, nhưng mà cái căn này thực tế nó lên á là nó lên nó 400 mét vuông đất thực tế, còn cái căn kia chỉ có 280 thôi. Đây là tôi đang đứng ở đường số 61. Cái căn nhà chúng ta đang chào bán là ngay cái chỗ mà cây trụ điện đó, ngay cổng vào. Mình sẽ quay xung quanh cho các bạn coi nè. Đây là cái trục đường số 60. Cái hướng này thì chạy đi bộ thẳng ra cái kênh rạch bàn chỉ khoảng tầm chừng 100 m. Đây là cái công viên nội khu giao cắt cái đường 61 với lại đường 60. Từ cái nhà mà chào bán thì mình lại công viên á, nó mất tầm chừng 20-30 m thôi các bạn, rất là gần. Đây là cái công viên nội khu Tân Quy Đông nha các bạn. Từ cái khu này thì đi lại lót te chỉ tầm chừng 900 m thì rất là gần, ngay góc lót te, ngay góc tư Nguyễn Thị Thập với lại Nguyễn Hữu Thọ đó các bạn. Thì trong phạm vi bán kính của bạn di chuyển tầm 2 phút là tới à, rất là gần. Khu vực này thì cao ráo, an ninh, không ngập nước, không bao giờ ngập nước nha các bạn. Đây là cái căn biệt thự chúng ta đang chào tối hôm qua lên kênh Archipelago. Cái căn này thì có 3 mặt tiền, đang chào bán với giá là 68 tỷ đồng, 12 x 24. Bây giờ mình sẽ quay lại cái nhân vật của mình hôm nay là 47 tỷ nha các bạn. Còn thương lượng cho các bạn quan tâm á. Tiến sẽ làm cái video này nhiều hơn để cho các bạn đánh giá tình hình thực tế nhà đất khu này như thế nào. Đây chúng ta giữ màn hình trước cho các bạn coi nè. Đây là một cái nhà. Tổng diện tích đất công nhận là 240 m nha các bạn. 12 x 24. Thì là 12 x 24 là ra là chiều ngang của nó là 12 m, chiều dài là 24 m. Thì tính ra là 288 m các bạn nha. Nhưng mà trên sổ công nhận chỉ là 240 m. Hướng của căn nhà thì có hướng nhìn về hướng đông,
Đường trước nhà thì có lộ giới là 12 mét. Còn hình ảnh bên trong thì các bạn liên hệ cho Tín để Tín gửi qua Zalo cho các bạn nha. Chứ video này là Tín la quay live trực tiếp luôn, không có render và up thẳng lên nền tảng YouTube cho các bạn xem. Giá cho bán cái căn này là 47 nha các bạn, 47 tỷ. Nếu mà các bạn quan tâm thì liên hệ cho Tín qua số điện thoại là 0983 383 509. Thì nếu mà cái nhà này mình trừ ra, nếu mà tính tổng diện tích đất là 240 thì mình lấy 47, mình không tính nhà đi, mình chia đều bình quân á, thì nó có mức giá dao động là gần 195 đến 197 triệu một mét vuông đó các bạn. Thì từ cái vị trí này mà so sánh với khu bên Him Lam á thì nó mắc hay rẻ. Thì Him Lam thì bây giờ nếu mà đất không đã 200 triệu một mét vuông rồi thì chưa có nhà, khoảng tập trận 40 tỷ. Thì ở bên này thì có nhà luôn sẵn luôn thì 47 tỷ. Thì mình sẽ đưa ra một con số khu vực xung quanh và gần ở bất động sản chào bán cho các bạn tham khảo. Thì mới nói lại cái nhà này là 47 tỷ nha các bạn. Cái căn đối diện chúng ta đang chào bán trên kênh ACB Land đêm hôm qua là 68 tỷ. Căn này nè. Bây giờ Tín sẽ lấy xe chạy một vòng ở khu này, quanh cái khu này cho các bạn dễ hình dung hơn, cũng như là coi nhà đất ở đây như thế nào. Thì cái loại 12x24 bên này thường đang chào ra cái mức là tầm 50 tỷ trở lên không các bạn, chứ không có cái giá nào mà giá này đâu. Thì cái căn này thì 47, thì nó so với cái khu vực mình đang chào thì nó là thuộc dạng rẻ rồi đó. Còn những căn khác mà đang bán ra là tầm chừng là 50 tỷ, không có căn là dưới 50. Thì cái căn này, cái căn là đang chào bán cái giá dưới 50. Đây là cái hướng mà mình sẽ chạy đi ra cái hướng mà cái bờ kênh rồi bàn nha các bạn. Hôm nay thì Sài Gòn nó không có nắng nhiều. Tín sẽ đặt bài số điện thoại của Tín qua cái là 0983 383 509. Các bạn nếu mà quan tâm thì liên hệ cho Tín qua số điện thoại trên phần mô tả của video này, hoặc là Tín sẽ để trên tiêu đề của video nha các bạn. Đây là cái hướng mà mình sẽ chạy về cái quán hàng dư quán, quán nhậu hàng dư quán. Rồi chắc quần quần lại cái bờ kênh cho các bạn coi ha. Đi dọc qua công viên cái rồi mình quăng lại cái bờ kênh, băng qua căn nhà mình quăng lại bờ kênh cái xong mình kết thúc cái video. Tại cái trục đường này thì cũng có một căn biệt thự đang chào bán là 12m x 24m, giá đang chào rao là 55 tỷ nha các bạn, 55 tỷ thì so với căn đang chào là 47. Thì căn 47 tỷ tính ra thì nó rẻ hơn căn 55 tỷ rồi. Mình sẽ quay lại cái căn biệt thự một lần nữa rồi mình chạy cái công viên bờ sông, mình quay cái công viên bờ sông về góc quay. Đóng máy lại các bạn nha. Đây là cái đi thẳng ra cái đường số 5 các bạn. Đây là cái đường trước nhà của chúng ta đang chào bán. Gần công viên, gần kênh rạch bàn. Nhà chúng ta đang cho bán bên góc phải màn hình chúng ta nè. Và chúng ta đi ra bờ kênh, cái kênh rạch bàn, cái là chúng ta dừng cái video này lại ở đây nha. Nếu mà các bạn quan tâm thì liên hệ cho Tín qua số điện thoại là 0983 383 509 nha các bạn.
từ cái căn nhà mà đi ra bờ sông này về nó rất là gần, nó khoảng 50 mét thôi. Câu cá hay cô chú? Có không cô? Không có hả? Ở đây chú câu có hai câu cá không? Không có. Không có mà cũng câu. Ồ, cho đi vui mà. Bây giờ biết câu đâu giờ. Dạ. Nó chích quá rồi, nó lưới rồi, nó cá đâu có. Nó chích điện quá không có không? Chích điện không, chích cà ghe không có. Dạ. Mà ăn. Ở Bình Lợi á, nó câu 122 kg, chiều lại le lấy lại nhiều không? Có 3 triệu đồng à. Dạ. Mà nó biểu vớt cá con nhiều nhiều quá. Dạ. Đây là cái hướng đi ra bờ kênh. Là cái căn biệt thự chúng ta đang chào bán là ngay cây trụ điện đó các bạn. Đây là cái đường trước nhà, đường 61. Đây, rất là gần cái bờ kênh. À, có cô chú đang câu cá ở đây nữa. À, rồi đây là cái đường 61 luôn nè. Thông dọc kênh rạch bàn. Đây, cái đường nãy chúng ta đi vô quay là cái bờ kênh đó các bạn. Ok ha, hôm nay chắc tính dừng cái video này ở đây. Nếu mà các bạn quan tâm tới cái sản phẩm mà chào bán thì liên hệ cho Tín qua số điện thoại là 0983383509 nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ạ. À.